Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Hitachi, mã nồi là RZW1000K. Thì dòng nồi này là có dung tích 1 lít nhé các bạn, 1 lít thì các bạn nấu được 5 người ăn đấy. Đây là dòng nồi cao tần áp suất, cũng là dòng nồi thuộc phân khúc đầu bảng của Hitachi nhé các bạn. Nồi rất là nặng, rất là xịn luôn nhé. Đây các bạn xem qua, cái này không bể vỡ gì nhé các bạn. Đây các bạn xem hình đài, hình dáng này. Cái này thì mình chưa vệ sinh kỹ nhưng mà không bể vỡ gì cả, rất là nặng luôn các bạn. Rồi. Mình mở nắp cho các bạn xem nhé. Đây rằng cái này mình chưa vệ sinh tí nào luôn đấy các bạn, mình chỉ vệ sinh được ít đi đáy ít son thôi. Đây nắp sau này áp suất đây các bạn. Rằng các bạn cái nắp này thì lâu lâu các bạn vệ sinh nhé, các bạn nhớ các bạn tháo cái nắp này ra này. Đấy, các bạn vệ sinh cái khoang này và cái bên trong này nữa nhé các bạn, thì các bạn vệ sinh vậy thì nó được bền hơn, rồi cơm nó bảo quản được lâu hơn các bạn. Thay vì các bạn không vệ sinh hoặc các bạn vệ sinh ít thì cơm các bạn để mình giả sử như được 1 ngày rưỡi thì cái kia thì có thể hơn 1 ngày rưỡi, giả sử như vậy đấy. Còn son đấy các bạn, hay son thì nó cũng bị xước, nhưng mà cái này là xước chứ không phải bong nhé các bạn. Đây, xước nhẹ như thế này đây. Đấy, không ảnh hưởng gì đâu các bạn, các bạn nhìn này, không ảnh hưởng gì nhé. Thì các bạn nhìn kỹ này. Đấy, nhìn như này kỹ này. Các bạn coi, các bạn nhớ chú ý là các bạn bật video định dạng Full HD nhé, tức là cao cấp, cao nhất đấy, tức là cái mức mà độ phân giải cao nhất thì nó sẽ trung thực hơn. Son đây các bạn, xước dăm này thì không ảnh hưởng gì nhé các bạn, xước cực kỳ mỏng luôn. Các bạn cứ bật độ phân giải HD lên, độ phân giải cao nhất lên thì khi mà các bạn coi ấy, nó sẽ trung thực hơn. Chứ các bạn bật cái độ ví dụ như là độ phân giải 240 hay là thấp hơn đấy, nó không, các bạn không thấy được những cái vết xước đâu. Rồi mình ghim điện để các bạn xem thử nhé, các bạn nhớ ghim điện 110 nhé các bạn. Đây menu đây, đèn led đấy các bạn, vì là dòng cao cấp nhất của Hitachi nên mọi công nghệ của hãng là được trang bị cho cái nồi này luôn nhé các bạn. Đây gạo trắng này, đấy mình nấu bình thường nhá, cái nút nấu này 38 phút, 37 phút nhé các bạn, có eco nhá. Rồi mình hủy đây, hủy nút này bên này, đầy đủ các chức năng nhé các bạn. Đây là chọn gạo này các bạn, phím trên này chọn gạo, phím dưới này là chọn canh nấu nhé. Rồi mỗi nồi này bên mình đang bán mức giá 1,4 triệu nhé các bạn, 1,4 triệu nồi cao cấp nhất của Hitachi, nồi có dung tích 1 lít, nồi cao tần áp suất thì màu trắng đục nhé các bạn. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé, bên mình thì giao hàng toàn quốc, các bạn nhận nồi các bạn kiểm tra rồi mới thanh toán nhé. Nồi này là không lỗi gì nhé các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn nhé, xin chào các bạn.